nên xin chia sẻ với mọi người hoạt động STEAM làm chiếc ghế đứng được. Và như mọi khi thì các cái yếu tố STEAM luôn luôn được xác định và đặt lên đầu tiên của một giáo án. Tuy nhiên thì mình cũng có lời khuyên dành cho các bạn, khi mà thiết kế các hoạt động theo định hướng STEAM thì các bạn có thể đưa các cái yếu tố STEAM vào trong cái phần mục đích yêu cầu ở cái phần mà kiến thức, kỹ năng, thái độ, tránh là cùng một cái loại kiến thức nhưng các bạn lại tách ra làm hai phần và lặp đi lặp lại thì nhìn nó sẽ rất là khó và cũng khiến cho các bạn khi mà thực hiện các cái nội dung và các hoạt động thì khó đạt được các cái mục tiêu mình đề ra vì nó có quá nhiều. Về phần chuẩn bị thì mình nhất trí vì đó là ý đồ riêng của giáo viên và mình cũng không thêm gì thêm vào cái phần chuẩn bị này. Về phần tiến hành hoạt động thì giáo viên có cái phần ổn định tổ chức hay còn gọi là cái phần gắn kết ấy, là cho trẻ xem một video về câu chuyện về chiếc ghế cũ, sau đó là dẫn dắt vào cái bài dạy của giáo viên. Ở cái phần phương pháp tổ chức hay còn gọi là cái phần khám phá thì cô đưa rất là rõ, ví dụ khám phá về khoa học như thế nào, đó là cô sẽ cho trẻ xem các hình ảnh trên iPad và TV về các cái loại ghế. Thì mình cũng khuyên các bạn là cái phần mà khám phá về cấu tạo khoa học này các bạn nên tiến hành ở nhà bằng cách là phối hợp với phụ huynh để có thể làm được cái hoạt động này. Về phần công nghệ, và bạn có nêu rõ là đưa ra cái xem cái video trên các cái thiết bị công nghệ, nhưng công nghệ ở đây thì có thể là công nghệ về cách sử dụng các cái phương tiện ấy để chế tạo, thì các bạn có thể không đưa vào phần này vì như thế nó sẽ không khoa học lắm. Về phần thiết kế và chế tạo thì các bạn đã thấy bạn ấy đề ra rất là rõ phần nào là thiết kế, phần nào chế tạo, phần nào là tạo hình. Nhưng đây là một trong những cái giáo án mà bạn đã đề ra các cái bước rất là khá là rõ ràng. Phần toán bạn đưa vào đâu, rồi công nghệ đưa vào đâu, chế tạo đưa vào đâu. Nhưng theo mình nghĩ thì bạn nên bám sát vào cái quy trình 5E và đưa các cái phần vào đó và cũng không cần phải lặp lại các cái yếu tố thành tố STEAM vào trong bài dạy đâu. Vì như vậy nó sẽ không đảm bảo được cái tính chất, cái đặc điểm, cái mục tiêu của STEAM ấy. Và bạn đưa các cái nội dung đó vào thì cũng như kiểu là bạn đưa mục đích yêu cầu vào vậy. Nó vừa đạt được mục đích yêu cầu của STEAM lại vừa đạt mục đích yêu cầu của kiến thức. Nó quá là khó và quá là nhiều cho học sinh. Và nên bám sát vào quy trình 5E hoặc quy trình EDP để thiết kế một giáo án nó sẽ phù hợp hơn cho các bạn.